Sara! Sara! Nè! Sara! Sara! Cúi đầu xuống. Dạ, tới không? Vẫn còn thấy thấp. Quân! Dạ! Đưa ông lên bậc nữa xem sao. Dạ! Lên ông! Lên hai bậc mà tầm mắt vẫn chưa vừa. Quân! Dạ! Rang đưa ông lên bậc nữa. Ông nhìn cả cái thăng long này xem sao á. Dạ! Lên ông! À, giờ thì cũng đã tây rồi đó bay. Quân bay. Dạ. Dạ. Được mấy bậc rồi bay? Dạ dạ thưa ông, được ba bậc rồi ông ạ. Bậc ba rồi mà lòng vẫn còn ưa. Quân. Dạ. Bay có biết cứu trùng đài là gì không vậy? Dạ thưa ông, con không biết ạ. Cứu trùng đài là cái thang chín bậc của vua. Nào, bậc thứ chín, hãy đưa ông lên hẳn. Dạ, lên ông. Ui cha cha, thăng long rộng dữ. Thăng long nhìn thăm thẳm bao la, dân chúng sống ấm no hạnh phúc. Hạnh phúc yên vui một cõi. Vũ văn nhậm này trắng bắc hà chói lọi thanh danh. Buông ta ra, buông thả ta ra, buông ra. Đêm nay thượng công đại tiệc nên cần ghé đẹp ứng hầu. Đi, buông ra. Khá lắm. Về Vinh, ông bảo nó treo hồng mày lên vì cái tội làm loạn đó nghe. Quân. Dạ. Áp giải. Đi. Khoan. Ngươi là ai? Ông không nhận ra tôi đây à? Mi là ai? Ông không nhận ra tôi sao? Và cúi đầu cháu xin thưa, và nghiêng mình chào thúc phụ. Ông Nhậm, cô gái vì sao bị bắt, chàng trai sao lại trói tay? Ông Nhậm, ông nhìn xem ai đây? Úi chà, đồ đông. Và thưa thúc phụ, và bởi cái đám quân hầu nó hành động xấu xa, và rồi đây thuộc hạ sẽ thắng tay trừng trị. Ông trị chúng nó? Dạ. Ai trị ông? Ông Nhậm, ông quên rồi sao? Huệ này, ông Huệ, ông Huệ ra thanh long phải phò lê rồi mới giết Trịnh cái mà. Vậy mà ông sử dụng long xa trông quá dễ, dạo phố phường có vẻ nghinh ngang. Ông Nhậm, ông muốn làm vua xứ Bắc Hà này lắm phải không? Dạ thưa thúc phụ, dạ thưa thúc phụ, cháu không dám ạ. Ông trả lời đi. Làm sao ông tìm được câu trả lời? Đó, tội của ông đã quá rõ ràng. Ngay bây giờ tại đây ta sẽ mở công đường xét xử. Đô đốc. Dạ. Y lệnh. Thank you.
ngày nào chúa tôi chung lòng chống quân giặc dữ. Một miếng cơm, một chén nước cũng chia đôi. Vậy mà nay lại đoạn nghĩa chúa tôi. Chồng của cháu có tội gì thưa thúc phụ? Cháu. Dạ. Chú biết cháu thương chồng của cháu, nhưng chồng của cháu không có tội thì làm sao chú lại buộc tội? Cháu biết thương chồng, ta cũng biết thương đồng đội của ta chứ. Thưa bà con, ông Nhậm với tôi có nghĩa nước, có tình nhà, nhưng tội ác của ông ta đã làm cho tim tôi đau nhói. Ông Nhậm, sao vội quên đi? Mới ngày nào cùng xông pha nơi đường tên mũi giáo, tạo dựng nên cơ nghiệp Tây Sơn. Vậy mà hôm nay không giáo, không gươm, sự nghiệp mới tạo dựng hôm qua, thì hôm nay chính đôi tay này gạt bỏ. Ta đây ngây ấy lại hôm nay qua, chính ta muốn từ ra tay, ta cỡ trói để rồi được ôm người kiếm. Nhưng không, vì tội ác của ông và cũng vì ý nguyện của nhân dân này, cho nên khi ta đây nuốt lệ đành ra lệnh nghiêm mình. Chú ơi, nghiêm mình tội lỗi đã đành, nhưng mà chồng của cháu người ngày sao chiều nhục ngân thảm thương. Cháu nhà, cháu muốn biết chồng của cháu có tội hay không có tội, thờ cháu hãy lắng nghe nào. Xin mời bà con. Anh nói đi. Thưa Bách Bình Dương, nếu như người đã muốn nghe của tiếng nói chúng dân thì tôi xin được nói. Luật pháp chẳng dĩ tình, lời ngay xin vạch tội. Như ông Nhậm là thống nhất quyền uy, từ khi ông về đây bao chúng dân đầu rơi máu đổ, vậy mà ông còn lỏng hành một cõi. Chỉ vì tôi không nộp cho ông một đứa con gái, cho nên ông giết vợ hiền con dại tay vơi. Không, ta không tin mà. Thưa bà, còn tôi thì ông Nhậm lại giết thầy chồng tôi. Ông còn buộc tội khi quân phản loạn, vì vậy mà tôi đây nên dành khen trăng. Còn bà con ở đây thì
sao người chịu cánh lầm thang. Có thật như vậy không? Dạ đúng như vậy. Có thật như vậy không? Đúng như vậy. Có thật như vậy không? Đúng như vậy. Người nói đi, có thật như vậy không? Trời phụ quân, phụ quân, có thật như vậy không? Có thật như vậy không? Thưa Bách Bình Dương, nếu như người vì gia đình, vì chiến hiểu khó xử phân, thôi thì cho bà con chúng tôi về, chứ còn nói ra lắm ế khi chẳng tiện. Thôi về bà con ơi. Về thôi bà con ơi. Khoan khoan, xin mời bà con ở lại đây. Thưa bà con, tôi đây có chút gia tình bẩn biểu, có gì tình nghĩa chúa tôi, nhưng y dân là y của tờ, công lý phải sáng ngời. Công lý đúng, đúng. Công lý phải sáng ngời. Công lý. Ông Vũ Văn Nhậm, nghe tôi luận tội đây. Nhưng ông là dùng chuyên chế độc quyền áp đặt, khiến dân lành chịu cảnh đau thương. Chiếm ngôi vua y đã rõ ràng. Tội của ông như vậy không thể vì nội bộ Tây Sơn mà xử sự. Ông đã gây tội với dân, người xử tội phải là dân. Hỡi những người đại diện của lương tri, đại diện cho thanh long ngàn năm yêu quý, tôi Tây Sơn chủ soái xin được hỏi, tội của ông Nhậm ta xử trị lẽ nào? Chị nói đi, chị nói đi. Dạ, dạ thưa Bách Bình Vương, Bách Bình Vương cho phép thì tôi xin được nói. Như ông Nhậm là xưa có công, nhưng nay có tội. Công, tội, hai đường phải xử khác nhau. Ông Nhậm xưa có công, được thanh thưởng ở ngôi cao, thì nay có tội phải xử cho minh xác. Đúng, nay có tội phải xử cho minh xác. Dạ, dạ thưa Bách Bình Vương, xin Bách Bình Vương hãy vì dân, vì nước, vì Tây Sơn mà xử trị cho công minh. Đúng, phải công minh. Trời phu quân. Phu nhân đừng lo. Thưa thúc phụ, qua mấy lời luận tội của thúc thân, Nhậm tự thấy ngàn lần quan ức. Quan ức à? Ông hãy nhìn bà con chúng tôi đây, oan ức bao dành khanh tranh, oan ngục trời, oan ngập bể xanh. Thôi, tội lỗi ta dẫu có đành rành, nhưng ta là đương triều phò mã, là phò mã đâu dễ gì xét xử. Ta chỉ về phục mạng, thọ tội trước nhạc hoàng. Phu quân, chàng hãy nhìn đi, như phu quân là chồng ta tội ác rành rành. Châu. Dạ. Châu đã nghe rồi đó. Vậy thật, châu đây khuyên cháu
đường sông gánh nặng. Tình riêng gác ngoài vì sự tồn dân của đất nước giống nòi, vì sự nghiệp Tây Sơn cao cả, để đáp lại tình dân thỏa giả, lớn gia hình vũ danh nhậm tuyên ban.